đời trước làm xã hội tốt công dân, Diệp Chi tuân thủ kỷ luật, thích làm việc thiện, một hồi ngoại ý muốn lại mang đi Diệp Chi năm ấy gần 26 nhân sinh. Lại mở mắt, Diệp Chi cùng hệ thống mắt to trừng mắt nhỏ, tại không đáng tin cậy hệ thống lừa dối hạ, Diệp Chi gánh vác khởi bạo cải NPC sứ mệnh, xuyên qua các thời không, tìm kiếm tồn tại ý nghĩa. Chương 1 Trước kia giống như mộng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Diễn kỹ trại huấn luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Sẽ không bạc đãi ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đừng xem, chính là ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Tốt nhất học viên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Rượu đỏ phối bún ốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Xem ra có tại nghiêm túc học tập Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tiếng tổ quay chụp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ngươi làm sao ở chỗ này? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Còn không phải giống như ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét